dùng gậy sắt đập xe BMW, nam thanh niên bị nữ tài xế ô tô rượt đuổi trên phố Sài Gòn. Tối ngày 6 tháng 10, Công an phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nam thanh niên đập xe BMW ở khu vực. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, nhiều người dân ở góc giao lộ đường Đặng Minh Khiêm, Phó Cơ Điều, phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nhìn thấy một nam thanh niên khoảng 25 tuổi đứng cự cãi một người phụ nữ. Sau khi cự cãi, nam thanh niên lái xe ô tô 7 chỗ tới đậu trước căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh. Người phụ nữ này cũng lên xe ô tô hiệu BMW đuổi theo chặn đầu xe ô tô của nam thanh niên. Bất ngờ, nam thanh niên lấy gậy sắt từ trong xe ô tô xông tới đập chiếc xe BMW. Nữ tài xế vội điều khiển xe đuổi theo nam thanh niên. Sau đó, thanh niên chạy vào lề đường thì người phụ nữ đi xe chạy tới. Người phụ nữ xuống xe, cầm cây dù đuổi theo thanh niên để đánh, nhưng người này đã bỏ chạy. Lúc này, nhiều người đi đường phát hiện nên dừng lại theo dõi. Một người tiếp cận vụ việc khuyên can. Vụ việc khiến cho giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài. Nhận tin báo, công an có mặt đưa những người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai làm rõ vụ việc. Tuy sự việc chưa rõ đúng sai thuộc về ai, nhưng cả hai đều đã có những hành động đáng lên án khi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, khiến sự việc bị đẩy đi xa và kết cục là cả hai đều phải chịu thiệt thòi.